có tiêu tiền đi ông, để thanh toán. Đô la. Có tiêu không để trả chi? Có tiêu không để em có mua bỏng hay là không mua? Có chi? Có chi? Để để... Lùn Tippy. Hello anh em, mình là Lùn Tippy và ngày hôm nay mình xem cái quả bóng về đá coi để làm Ronaldo anh em xem. Cầu thủ thích yêu thích nhất của em là ai? Công Phương ở đội tuyển Việt Nam. Hiện tại hình như Công Phương qua bên Hàn Quốc rồi phải mà. Trong số những cái quả bóng em thích quả bóng nào nhất? Quả bóng nào đâu hả? Đây à. Bóng có cái hình logo đấy phải không? Em hay là em chơi bóng không đi. Ơi, nhỏ đi được không? Đi về được. Quản lý được không? Thì đúng ăn thua hả? Quản ổn chứ. Không đủ nữa. Từ này thì xin phải có đứa dài này biết được thử xem có mi có vừa cái loại này không? Thích loại nào? Trăm mấy là gì? Trăm hai. À, giày của Ronaldo này. Đình biết các kiểu ốc vít các kiểu đi thì mới mang mà dầm trên xương này. Nát chân như đang mang cái giày mới đá mới chết đi. À, hai về mua cái giày gắn lên thật của Vinh lắm. Ngàn đi rồi, cái đính này đâu có cái bóng lên đây. Mà mẹ đi làm đâu, cái bóng trắng người nè. Răng. Cái bóng mà trắng quả trứng là bóng. Ơn đó con mi to quá đây là chúng nó hỏi đi ơi con quy gì thì đi trên hỏi mà chào nói là đúng xác con quy gì thì thấy to thì đi lấy cái nhỏ chưa trắng hai mua cái bóng nhỏ đi chúng phải nhớ chào nói để bán cái gì hai lắm cái gì năm mươi bóng đi có phải là bóng không mua cái mũ bảo hiểm mà đôi hả thôi không mua chi đi ra ngoài chi cái hai cái đỉnh rồi đi thì đang gần mưa bóng đi mà mua không hả mua cái gì đẹp hơn đi mua mua quả mày điên điên bóng cái bao em bảo muốn gì mà mua đồng tiền mi gì? Hư là ai chi hư? Đá mà cái tục của gà đó. Mua không ạ? Ông phải lấy ca đi mình à? Mình lên. Quả đắt nhất đấy là bao nhiêu tiền nhỉ? 350 à? Tôi lấy quả chỉ nó coi có mô. Lấy quả gì 200 á? Quả mô. Quả 3. Lấy quả 300 hay quả 50? Quả cái quả này chỉ á. Đó, cứ lấy quả đó xong coi mô. Này 400 à. Quả mua hơn. Quả ní hơn á. 400 mà. Mấy thích quả mua. Quả ní mấy trăm? Quả là 300 à. Mấy hôm nào cũng cái này này. Cầm tiền đi. Ngồi trả tiền đi có hiểu lấy không? Được ạ. 400 mua 2 quả đi luôn. Hả? 4 năm mua 2 quả luôn. 400 mua 4, đây là 300. 300. Quả này là 400. 2 quả này là 700k. Tiền đấy. 10 tỷ mà chẳng lẽ mua được. Hả?
quả này thì mềm hơn này, đẹp hơn, sướng hơn này. Phải biến rẻ hơn. Thích quả mô. Có 400k đi. Họ có khuyến mại gì không? Khuyến mại gì? Khuyến mại một cái game xịn. Hút chữ ảo được chứ hả? Hả? Cái nước bìm được. Ừ, nói chủ quán ấy chứ. Hút chi thế bác ở khoảng. Nếu hỏi có tiêu tiền đi không để tiêu tiền đi không để được. Để thanh toán. Đô la. Đô la. À, con đi phở vần. Có tiêu không để đưa. Có tiêu không để trả chi. Có tiêu không để em mà búa bảo hay là không búa. Có chi. Em phải đi để có đếm về cho em bố em tiêu á. Không tiêu thì trả tiền khác. Tiêu. Vớ vẩn thôi. Bảo không tiêu rồi. Rồi lên lấy quả đi này. Có bớt ít chục không? Bớt 10.000 thôi. À đứa là căng chưa đó hay là có kín vào lưới này, có kín về qua bơm này, đứng căng thì bơm này, căng kín lưới đóng đấy này được không? Được chứ, cất tiền đi để hồi đi mua ô tô. Có dây gì đó nữa nó bỏ bọc gì à? Bọc lưới. Cầm để thanh toán tiền. Không lấy tiền đô la anh em ạ. Mình sẽ chuyển sang thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng. Có bóng gì nhìn chán thằng nữa không mua. Cái bạn là em thuê mua thì lo lắng qua bỏ tiêu. Có thanh toán Việt Nam đồng anh em ạ. Đây. Khuyến mại một cái kim. Đây này, quả bóng này về mình sẽ chẳng đâu à? Ba phía. Đây anh em, khuyến mại một cái kim. Bớt 10.000. Khuyến mại 10.000 không? Khuyến mại 10.000 không? Tôi khuyến mại 10.000 nha anh em. Rồi, thôi. Còn mình về để tập làm Ronaldo nha. Rồi em nói chi với anh em cầm quả bóng. Rồi cầm quả bóng nói chi với anh em. Mình sẽ tập làm Ronaldo nha. Chào anh em cái mô. Chào Hoàng. Các bạn hãy đăng ký like share kênh của Lùn Tippy nhé.